là một thế giới ngập tràn lịch sử và bí ẩn. Những nền văn minh cổ đại là nơi tuyệt vời mà bạn không bao giờ biết được mình có thể khám phá điều gì tiếp theo. Trong khi những khám phá mới đều quyến rũ và thú vị, một số khám phá lại hết sức đáng lo ngại và kỳ lạ. Dưới đây là những phát hiện về các nền văn minh đã biến mất một cách bí ẩn mà không ai biết giải thích thế nào. Nền văn minh Olmec. Trước khi người châu Âu khám phá ra châu Mỹ vào khoảng thế kỷ 15 đến 16, đã có nhiều nền văn minh xuất hiện, phát triển rồi lụi tàn trên mảnh đất này. Một trong những nền văn minh tiêu biểu được hình thành trong giai đoạn từ năm 1200 đến 400 trước công nguyên là nền văn minh cổ đại Olmec. Ngày nay, người ta có thể tìm được những vết tích còn lại của cư dân Olmec ở khu vực bờ biển phía nam vịnh Mexico, các bang Veracruz và Tabasco. Nền văn minh Olmec được coi là văn hóa nguồn cội tại khu vực Trung Mỹ. Nếu Aztec được coi là nền văn minh nổi tiếng ở Mexico, thì Olmec đã có mặt trước đó đến cả 1.000 năm. Nhiều nền văn minh Trung Mỹ sau này đều chịu ảnh hưởng từ nền văn minh Olmec. Vậy, những người Olmec từ đâu tới và nền văn minh Olmec đặc sắc như thế nào? Qua các di tích khảo cổ còn sót lại, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể tìm ra lời giải cho sự khởi nguồn và biến mất bí ẩn của Olmec cổ đại. Trong cuốn Di sản văn minh Mesoamerican, nhóm các tác giả Robert M. Carmack, Jenny Gasto và Gary H. Goston thuộc Đại học New York và California, Mỹ, đã chia sự hình thành phát triển của khu vực Trung Mỹ thành 5 thời kỳ. Thời kỳ đồ đá, thời kỳ cổ xưa, thời kỳ hình thành, thời kỳ cổ điển và thời kỳ hậu cổ điển. Theo đó, nền văn minh Olmec xuất hiện và phát triển trong thời kỳ hình thành. Những cư dân Olmec đầu tiên cư trú trong những ngôi làng nhỏ ở vùng đất thấp, khu vực bờ biển Mexico. Những bằng chứng khảo cổ tại San Lorenzo cho thấy người Olmec thời kỳ này đã chế tác một số công cụ sinh hoạt như bình, vò, bằng đất nung để phục vụ sinh hoạt. Đến khoảng năm 1200 trước công nguyên, nghệ thuật đúc tượng đá của cư dân Olmec đã đạt tới trình độ cao. Điển hình là những bức tượng đầu đá khổng lồ còn lưu lại cho tới ngày nay. Trung tâm San Lorenzo của nền văn minh Olmec thời kỳ này được xây dựng với hàng ngàn nhà cửa, công trình thủy lợi. Đây có lẽ là địa điểm chính trị và tôn giáo quan trọng của người Olmec cổ đại. Tới những năm 900 đến 400 trước công nguyên, trung tâm văn minh Olmec tiêu biểu nằm ở thành phố Leventa. Các cuộc khảo cổ đã tìm thấy những tượng điêu khắc đá với nhiều kích thước. Cạnh đó là những khu mộ táng, nhiều đồ vật tùy táng và cả những chiếc mặt nạ bí ẩn. Ngoài Leventa, đã xuất hiện thêm hai khu vực khác cũng trở thành trung tâm văn hóa Olmec lớn như Sancho Mogote nổi tiếng với các khối điêu khắc cộng đồng quy mô lớn và Chacatzingo với những hiện vật nghệ thuật mang tính tôn giáo bằng đá. Cũng ở giai đoạn này, nền văn minh Olmec đã hình thành tổ chức nhà nước sơ khai và có sự liên kết với các khu vực lân cận qua hình thức thương mại. Người Olmec cũng đã tiến hành những cuộc chinh phạt, cai trị và buôn bán với những lãnh thổ xung quanh. Vào cuối thời kỳ hình thành, khoảng đầu công nguyên, trung tâm Cuicunco xuất hiện, thay thế cho các trung tâm văn minh hình thành từ thời kỳ đầu. Những người dân Olmec tại Cuicunco đã xây dựng kim tự tháp đầu tiên tại châu Mỹ với hình dạng nhiều tầng hình tròn chồng lên nhau. Những nhà nghiên cứu cho rằng, vào thời điểm phát triển cao nhất, có đến 20.000 người đã sống ở thành phố Cuicunco. Vì một lý do bí ẩn nào đó, thành phố này lụi tàn vào khoảng thế kỷ thứ 1 sau công nguyên và nhường chỗ cho nền văn minh Teotihuacan, còn được gọi là thành phố của những vị thần. Một trong những thành tựu văn hóa nhận thức tiêu biểu của người Olmec là lịch pháp thổ dân vùng Trung Mỹ. Ở thời kỳ hình thành, cư dân cổ đại vùng Trung Mỹ sử dụng tới 3 hệ thống lịch khác nhau, gồm thánh lịch, dương lịch và loại lịch thứ 3 là sự kết hợp của cả hai loại trên. Thánh lịch hình thành từ sự kết hợp tuần hoàn của hai vòng, một vòng gồm 13 chữ số và một vòng gồm 20 tên của các vị thần. Vì thế, một năm có tới 260 ngày với tên gọi hoàn toàn khác nhau. Dương lịch cổ Trung Mỹ có 18 tháng, mỗi tháng dài 20 ngày và 5 ngày riêng biệt, tổng cộng là 365 ngày, gần giống với lịch hiện đại chúng ta sử dụng ngày nay. Loại thứ ba là sự kết hợp của thánh lịch và dương lịch, tạo bởi các vòng chu kỳ, mỗi vòng dài tới 52 năm. Olmec cũng được coi là nền văn minh đầu tiên ở Trung Mỹ phát triển hệ thống chữ viết. Những di tích khảo cổ ở San Lorenzo đã tìm thấy những phiến đá cổ được cho là chứa văn bản của người Olmec
Những chữ tượng hình này được khắc theo lối hàng ngang với 28 biểu tượng khác nhau, khác với hệ thống chữ viết theo chiều dọc của các nền văn minh khác cùng khu vực. Cùng với lịch pháp, chữ viết, kiến trúc xây dựng, người Olmec cổ đại còn thể hiện khả năng điêu khắc trình độ cao qua những chiếc mặt nạ đá, đầu đá khổng lồ được tìm thấy ngày nay. Có tới 17 chiếc đầu đá khổng lồ nằm rải rác trên khắp lãnh thổ Mexico. Chúng cao từ 1 tới 3 mét và nặng tới 50 tấn. Những chiếc đầu đá nổi tiếng này được tìm thấy qua cuộc thám hiểm của Matthew Sterling, William Duncan Strong, Lawrence Gonsalves vào năm 1938 tại vùng đất Tres Zapota. Kết quả ban đầu của cuộc thám hiểm chỉ là những phiến đá cổ xưa, tác phẩm điêu khắc và cả tượng tôn giáo. Chỉ tới khi đoàn thám hiểm của Went vào sâu hơn trong rừng thì họ mới phát hiện ra chiếc đầu đá đầu tiên cao 1,8 mét và lần lượt tìm được 16 chiếc đầu đá khổng lồ nữa tại các địa điểm khác. Những chiếc đầu đá của nền văn minh Olmec miêu tả khuôn mặt người đàn ông trưởng thành với đôi mắt xếch, mũi tẹt và má phệ, gần giống với đặc điểm chung của người dân vùng Veracruz và Tabasco. Biểu cảm trên khuôn mặt của đầu đá hết sức sinh động và đường nét tinh xảo. Các nhà nghiên cứu cho rằng những đầu đá khổng lồ này miêu tả các vị thủ lĩnh người Olmec hoặc cầu thủ khi tham gia trò chơi bóng đá và bị hành quyết thời kỳ đó. Những chiếc đầu đá khổng lồ này được tạo từ đá ba gian nguyên khối và được chuyển từ mỏ đá đến một địa điểm cách đó chừng 300 km. Theo tính toán, cần đến 1.500 người để chuyển những khối đá này với thời gian chừng 3-4 tháng. Dụng cụ khắc cũng là đồ đá chứ không phải sắt hay đồng, nên việc chạm khắc rất tốn thời gian. Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt các bức tượng đều sống động đến khó tin. Ngoài ra, người Olmec cũng khắc ra những mặt nạ đá, được chế tác từ đá serpentine cao chừng 13 cm và có đặc điểm tương tự khuôn mặt của đầu đá khổng lồ. Việc phát hiện ra những chiếc đầu đá khổng lồ đã làm dấy lên cuộc tranh luận về nguồn gốc của người Olmec. Có giả thuyết cho rằng, với đôi môi dày, mũi to, mặt mỏng là đặc điểm của người châu Phi, và những người Olmec chính là người châu Phi tới định cư tại châu Mỹ. Nhưng các nhà nhân chủng học lại cho rằng những nét mặt như vậy là do việc chạm khắc bằng dụng cụ thô sơ rất khó khăn tạo nên. Một giả thuyết nữa được đưa ra là người Olmec có nguồn gốc từ người Trung Quốc cổ đại. Những nhà nghiên cứu cho rằng chiếc mặt nạ ngọc bích của người Olmec có phong cách nghệ thuật giống với phong cách nghệ thuật thời nhà Thương, Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng khảo cổ nào chứng tỏ người Trung Quốc cổ đại đã có mặt tại châu Mỹ. Những nghiên cứu y học hình thể mới đây còn cho thấy mẫu sọ người Olmec trùng khớp với kích cỡ và đặc trưng của người phương Tây. Cũng giống như nhiều nền văn minh cổ đại khu vực Trung Mỹ khác, Olmec phát triển rực rỡ và lụi tàn một cách đầy bí ẩn. Đã có nhiều giả thiết được đưa ra như về thiên tai, dịch bệnh, nội chiến hoặc bị xâm lăng, nhưng đều chưa có cơ sở khoa học để khẳng định. Chỉ biết một điều chắc chắn rằng những người Olmec cổ đại thực sự là những người chủ đầu tiên tại Trung Mỹ với những công trình kiến trúc, điêu khắc đặc sắc và ảnh hưởng văn hóa mạnh mẽ tới các nền văn minh sau này. Nền văn minh thung lũng Indus. Nền văn minh thung lũng Indus cổ đại là một trong những nền văn minh phi thường nhất trong lịch sử, không khác gì nền văn minh hiện nay. Tuy nhiên, hiểu biết của chúng ta về nền văn minh này còn rất hạn chế, ít ỏi. Ban đầu, nó chỉ đơn giản là những câu chuyện về một nền văn minh cổ đại đã từng tồn tại ở Pakistan ngày nay và chưa từng được nhân loại biết đến. Sau đó, vào năm 1842, một nhà thám hiểm đã nói rằng ông đã phát hiện ra tàn tích bí ẩn, thế nhưng nó lại không hề được cộng đồng khoa học quan tâm. Phải mãi tới năm 1856, trong khi đặt đường ray xe lửa, người ta đã tìm thấy tàn tích của một nền văn minh chưa được khám phá. Giờ đây, sau khi nghiên cứu khảo cổ học đã được tiến hành nhiều lần, chúng ta mới biết được rằng Indus hoàn toàn tồn tại. Các đồ tạo tác đã được phát hiện mô tả chi tiết về một nền văn minh tiên tiến cao đã sống vào khoảng năm 3300 trước công nguyên, trong thời đại đồ đồng. Khoa học cho tới nay vẫn còn rất lúng túng về tàn tích này vì chúng ta không thể giải mã được ngôn ngữ của họ. Chữ viết Indus cho tới nay vẫn chưa thể giải mã được, nhưng các nhà nghiên cứu đồng ý rằng họ đã có một ngôn ngữ và bằng chứng cho thấy nó là một thứ chữ viết. Đây là một điểm gây tranh cãi, bởi vì nếu điều này là đúng, thì nó có nghĩa là người Indus đã phát triển kỹ năng viết 1.000 năm trước phần còn lại của thế giới.
Ngoài ra, các hiện vật dường như chỉ ra nền văn minh Indus thực sự đã sử dụng một hệ thống in ấn. Nếu đúng, thì họ đã đi trước cả nền văn minh của người Trung Quốc 1.500 năm. Nhưng thật không may, hầu hết các hiện vật được phát hiện về chữ viết của nền văn minh Indus còn rất hiếm, chỉ nhiều hơn 5 ký tự. Đây cũng là một điểm mà một số nhà nghiên cứu sử dụng để phủ nhận rằng nó cấu thành một ngôn ngữ chính thống. Nền văn minh Minoan được đặt theo tên của vua Minos huyền thoại. Nền văn minh Minoan của đảo Crete được phát hiện vào đầu thế kỷ 20 và kể từ đó đã phát hiện thêm ra các mảnh ghép hấp dẫn của một nền văn minh cổ đại bắt đầu phát triển mạnh từ hơn 7.000 năm trước đây. Đỉnh cao của nó vào khoảng năm 1600 trước công nguyên, là một trong những trung tâm thương mại xuất hiện vào khoảng năm 2700 trước công nguyên và được cho là nền văn minh tiên tiến với những cung điện nguy nga được xây dựng nhiều lần sau hàng loạt thiên tai, có thể là động đất và núi lửa Thera phun trào. Một trong những cung điện đó là cung điện Knossos, mê cung gắn liền với truyền thuyết về vua Minos và hiện tại là một địa điểm khảo cổ lớn thu hút khách du lịch. Nhưng vào khoảng năm 1450 trước công nguyên, một thảm họa đã khiến cho nền văn minh Minoan không thể phục hồi và sụp đổ. Đế chế Aksumite, một đế chế có hoạt động thương mại chủ yếu với đế chế La Mã và Ấn Độ cổ, là đế chế Aksumite, còn được gọi là vương quốc Aksum hoặc Aksum, cai trị các nước ở Tây Bắc Châu Phi, bao gồm cả nước Ethiopia từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Từng được cho là quê hương của nữ hoàng Seba, đế quốc Aksumite có thể là một nước bản địa phát triển hùng mạnh của Châu Phi, bao gồm hầu hết Eritrea ngày nay, miền Bắc Ethiopia, Yemen, miền Nam Ả Rập Xê Út và miền Bắc Sudan. Đế chế đã có bảng chữ cái của riêng mình và xây dựng nên các bia tưởng niệm khổng lồ. Đây là đế chế đầu tiên chuyển đổi sang Thiên Chúa Giáo. Sự biến mất của đế chế này được cho là do bị cô lập về kinh tế khi mở rộng sang Hồi giáo, do bị xâm lược hoặc biến đổi khí hậu đã làm thay đổi mô hình dòng lũ của sông Nin. Nền văn minh Maya. Maya là một trong những nền văn minh cổ đại nổi tiếng nhất. Nhưng có một điều thú vị là chúng ta không biết nhiều về nền văn minh này. Đây là một nền văn minh trung bộ châu Mỹ và dấu vết của họ dẫn đến những quốc gia khác nhau trong khu rừng rậm Nam Mỹ. Các quốc gia bao gồm Belize, Guatemala, Honduras, Mexico và El Salvador. Trên thực tế, có rất ít bằng chứng do người Maya để lại đã được khai quật tự nhiên. Và những ẩn số này đã khiến cho các nhà khảo cổ học cũng như nhân chủng học hiện đại tỏ ra bối rối. Một số thông tin liên quan nền văn minh Maya đã được chúng ta biết đến, bao gồm cả hệ thống lịch thú vị của họ. Điều đó cho thấy họ có kiến thức tuyệt vời về lĩnh vực thiên văn học, cụ thể qua một số kỳ quan kiến trúc và một số thông tin về văn hóa của họ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không biết nền văn minh này đã biến mất như thế nào. Đế chế Maya dường như đã sụp đổ khoảng 1.000 năm trước, để lại các cơ sở kiến trúc, sau đó đã trở thành những thị trấn ma giữa rừng. Theo các nhà lý thuyết hiện đại, nền văn minh cổ đại này có thể đã biến mất bởi một thảm họa khí hậu và khiến dân số mất dần. Có lẽ hầu hết người Maya đã biến mất do hậu quả của hạn hán, khi nhóm nghiên cứu về nước trong các nhũ đá thạch cao mà họ tìm thấy ở hồ Chichanacanap, Mexico. Các đồng vị nhẹ hơn có xu hướng bốc hơi nhanh hơn. Vậy nên thạch cao còn lại với các đồng vị nặng hơn đã chỉ ra tình trạng hạn hán. Và các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những đồng vị nặng hơn trong thạch cao được phát hiện từ các di chỉ Maya. Vào tháng 12 năm 2019, các nhà khảo cổ đã khai quật những thứ được coi là tàn tích của một cung điện lớn từng được sử dụng bởi giới thượng lưu Maya khoảng 1.000 năm trước. Cấu trúc được phát hiện tại một địa điểm khảo cổ Culuba, trong những khu rừng ở bang Yucatan, Mexico. Công trình này cao gần 6 mét và dài khoảng 55 mét. Các nhà khoa học kết luận rằng cung điện được xây dựng từ năm 600 đến năm 900 sau công nguyên, khi nền văn hóa phát triển thịnh vượng và tiếp tục được sử dụng một lần nữa từ năm 850 đến năm 1050 sau công nguyên, khi người Maya sụp đổ. Dù cho nền văn minh Maya đã biến mất một cách bí ẩn, nhưng người Maya thì không. Hậu duệ của người Maya vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Nhiều người sống ở quê hương tổ tiên của họ như Guatemala. Cư dân thuộc nền văn minh đảo Phục Sinh. Đảo Phục Sinh, một trong những nơi xa xôi nhất trên thế giới, đã được phát hiện bởi người Polynesia trong khoảng từ năm 300
đến năm 1200 sau Công Nguyên. Mặc dù không có những chiếc xe vận chuyển hoặc động vật kéo xe, việc người dân đảo Phục Sinh có thể dựng lên hàng trăm bức tượng đá khổng lồ có tên Moai vẫn là một bí ẩn. Bức tượng đá Moai lớn nhất có chiều cao gần 10 mét và nặng khoảng 82 tấn. Nhưng đến những năm 1800, nhiều bức tượng đã bị lật đổ và sau đó dân số nơi đây đã sụt giảm. Tình trạng chặt cây được coi là nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm liên tục dân số tại đảo Phục Sinh. Các nhà khoa học đã phát hiện ra điều này từ việc phân tích các mảnh than củi, rằng người dân đảo Phục Sinh đã chặt phá hầu hết mọi cây cối và chuột đã ăn hạt giống của các loại cây trước khi rừng có thể tái sinh. Điều này dẫn đến một thảm họa sinh thái và ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của cư dân nơi đây. Điều này cuối cùng gây ra nạn đói hàng loạt và cuộc xâm lược từ châu Âu như là giọt nước tràn ly khiến cho dân số trên đảo Phục Sinh bị suy giảm. Dẫu vậy, sự biến mất của người dân trên đảo Phục Sinh cũng như làm thế nào mà họ vẫn sống sót cho đến nay, cùng với việc đúc nên những bức tượng đá bí ẩn ở một khu vực xa xôi như vậy, vẫn còn là một dấu hỏi lớn.